Trong tiết mưa phùn lất phất, cùng cái rét buốt của vùng Tây Bắc, chúng tôi lại có dịp đặt chân đến mảnh đất cao nguyên Mộc Châu. Và lần này, chúng tôi đã có dịp ghé thăm chợ thị trấn nông trường Mộc Châu. Cùng với nhiều loại đặc sản khác, thì một loại củ có hình thù kỳ dị, xấu xí đã thu hút sự chú ý của chúng tôi. Hỏi ra mới biết, đây chính là khoai sọ mán, loại củ trông đẹp ngoài xấu mà chúng tôi vốn chỉ biết qua những lời truyền miệng. Khoai này bây giờ như thế này thì mình để được bao nhiêu ngày ạ? Cái khoai này không để được lâu đâu, cái khoai này để được độ tuần trở lại thôi. Ăn sớm chứ ăn muộn thì cái riêng cái đặc thù cái khoai này là nó vào cái vỏ nó thâm, nó sầu là ăn nó sượng. Đấy. Nó không được, cái này khoai này không để được lâu. Mà ăn muốn đâu ăn đấy là tốt nhất. Mà để nếu mà để mà ăn kéo dài ra thì độ khoảng tuần trở lại. Khoai này nó khác khoai sọ thường ở chỗ nào ạ? Khoai sọ thường nó cái khoai này nó khác cái khoai sọ thường là nó bở, nó vàng. Đấy. Đây, nó vàng, nó bở. Mà trước khi cầm củ khoai là cầm cái dao bổ đến đâu nó chắc xuống đến đấy, nó ấn dao nó phải xuống. Đấy, nó khác nhưng mà như các khoai kia thì gọt đến nhẹ tay, nhưng khoai này là nó chắc tay. Ấn nó chắc dao là nó bở. Nó bở dẻo, bở nó độ thơm của nó. Phải chăng ở trên ngọn ngon hơn, cứ càng màu vàng càng ngon hay thế nào ạ? Ở trên ngọn thì tất nhiên là nó càng vàng nó càng ngon rồi, nhưng mà bên dưới là nó cũng không vàng nhưng mà nó cũng bở, nó dẻo theo cái độ của nó chứ không phải nó bở sượng. Nó khác đặc thù cái khoai của cái khoai sọ khác là như thế. Phóng viên thấy là cái khoai này nó rất ít sơ, vậy thì phải chăng là nó sẽ bở và thơm hơn những khoai khác không? Thơm mà nó ngon hơn khoai khác nhiều, khoai này là khoai đặc sản nhất mà. Khách miền xuôi họ lên họ tò mò với khoai sọ mán và họ mua làm quà về miền xuôi không ạ? Thế là thường thường là chúng tôi là cứ thứ bảy chủ nhật là từ Hà Nội khách lên đi du lịch là thường thường là phần đa là lấy thứ nhất là sọ mà cái khoai sọ mán này đầu tiên đến khoai đến giò cải mèo. Là giờ ai cũng lên đây là cũng lấy khoai về làm quà dưới xuôi. Nhắc đến các đặc sản Mộc Châu, người gắn bó với mảnh đất này, không ai không nhắc tới khoai sọ mán. Gọi là khoai sọ mán bởi nó được người giao trồng, và cũng chỉ có mảnh đất có người giao sống thì loại củ này mới ngon. Khoai sọ mán có nguồn gốc, hình thù, màu sắc không giống các loại khoai khác. Có khi đó là nét làm nên sự đặc sắc của khoai sọ mán. Củ khoai không tròn, nhỏ như khoai sọ ở dưới xuôi, không có màu tím tím, tròn trĩnh như khoai môn. Khoai sọ mán được liệt vào loại củ dị dạng, nó chẳng có hình thù nào mà gọi tên. Các mầm củ cứ đẻ ra lộn xộn thành những u, những mấu và to dần lên. Và điểm khác biệt nữa là nó có màu vàng chanh hay vàng nghệ, chứ không phải màu trắng như các loại khoai khác. Dị hình, dị màu thế, nhưng ai ăn một lần chắc chắn sẽ còn muốn có nhiều lần khác được thưởng thức nó. Khoai sọ mán này thì muốn lựa chọn được củ ngon thì nên chọn những củ có nhiều nhánh và mắt, và phần vỏ bên ngoài có nhẵn nhụi thì là những củ khoai sọ ngon ạ. Bên trong của nó thì có màu hơi trắng trắng và có màu vàng gần như màu nghệ. Cái màu vàng nhạt này là trong thời điểm mà tùy thường thời vụ, ví dụ như nếu như mà mới vào đầu vụ thì thường thường là vào đầu vụ thì màu nó sẽ có màu vàng nhạt. Sau và thời điểm ngon nhất là nó vào giữa vụ hoặc cuối vụ thì nó sẽ cho màu nó ngon hơn, nó là màu vàng nghệ. Và cũng như là khi nấu lên nó có một cái màu đặc trưng của cái màu khoai sọ mán này.
Cái khoai sọ mán này thì hàng ngày tôi đi chợ tôi vẫn mua và nó đặc trưng là nó rất thơm và ngon. Tôi thì thường là lúc gọt xong thì tôi ngâm nước một tí cho nó rửa cái nhựa đi cho nó sạch, cho nó trắng. Hoặc là cái khoai vàng này thì nó cho nó sạch cái nhớt của nó. Tôi thì thường là mùng một ngày rằm thì cũng thường ăn chay và món khoai sọ mán hoặc thì có thể ăn được thay cơm. Sau khi gọt vỏ rửa sạch, có thể thái miếng bằng bao diêm rồi hấp trong nồi cơm vừa cạn nước. Cơm chín, khoai cũng chín. Bỏ miếng khoai nóng hổi ra, chấm lạc vừng. Vừa ăn, vừa suýt xoa cảm nhận vị bùi bùi của miếng khoai vàng ruộm. Ai thích ăn chiên cũng có thể làm như chiên khoai tây, cũng khá ngon. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn xào qua khoai với mắm, muối, mì chính cho ngấm gia vị rồi cho vào hầm xương. Nấu canh thì thường thường người ta hầm với xương. Xương thì các bạn có thể chọn những loại xương như là xương sườn hay là xương vai, xương cổ. Đấy. Sau đấy thì chúng ta gọt vỏ đi, xương trần qua đi. Rồi chúng ta cho vào xào khoai cùng với này xương. Sau đó thì chúng ta cho nước vào om trong khoảng tầm 3 phút. Khi khoai đã cảm thấy dừa lên màu đẹp thì chúng ta trình bày ra bát. Một lưu ý là món khoai sọ có ngon hay không là khi ra củ khoai sọ phải có màu vàng nhạt, là nước có màu hanh hanh của màu nghệ. Đấy là mới làm món khoai sọ ngon chứ. Khoai chín, rắc thêm chút rau thơm, gồm thì là rau mùi tàu, hành. Chỉ riêng màu vàng của bát khoai óng mỡ, lác đác mấy cọng rau xanh đã đủ để thực khách bị cuốn hút. Khoai sọ mán khi nấu lên thì dẻo, thơm, chắc khoai chứ không bở bung như khoai mồn. Vị ngọt của nước hầm xương hòa lẫn cùng vị ngọt bùi của khoai tạo nên hương vị đặc sắc khó quên. Giống khoai này có đặc điểm là cực kỳ bở. Thậm chí nếu chọn được củ khoai ngon thì chỉ cần đưa vào miệng là khoai đã tan ra. Cái món khoai sọ này thì nó khác là ở chỗ là nó có một cái lượng bột rất là cao và có một cái đặc trưng là khoai sọ rất thơm, thơm ngậy. Và có một cái đặc biệt hơn nữa là cái màu khoai sọ nó có một cái màu vàng nghệ tươi. Có thể làm những món bánh chẳng hạn, như bánh khoai sọ mán kẹp thịt, bánh khoai sọ mán lệ phố kẹp trứng chẳng hạn. Rất là ngon và bổ dưỡng. Cái củ khoai là nó ra rất là nhiều nhánh to mà ngon. Mà ở bên trong thì nó rất là vàng. Khi mình nấu lên thì là nó rất là thơm. Khoai người ta dồng ở trong cái thung lũng đấy thì là nó ở cái dưới ba khe đấy thì là nó hay mù. Mới mưa, ướt ẩm thì là người ta không phải dùng đến thuốc phân bón hay là thuốc kích thích gì cho khoai cả. Vì là cái đất ở đấy nó rất là tốt. Thế nên là cái khoai đấy là mình ăn là rất là yên tâm và sạch sẽ. Được trồng ở vùng đất cao nguyên Mộc Châu, đầy gió và sương mù. Khoai sọ mán là loại đặc sản vừa ngon vừa sạch. Đồng bào người Dao chẳng mấy khi dùng phân bón hóa học hay thuốc kích thích tăng trưởng bao giờ. Khoai được lớn lên tự nhiên nên củ khoai rất chắc, không bị xốp như những loại khoai khác.
Cái khoai này thì mình lấy từ đâu về để bán đấy ạ? Cái khoai này là tôi lấy từ bản mán Sì Lì. Đấy là cách đây là 30 cây là của người mán dòng ra. Trở nên bán ở chợ là chúng tôi mua ở đây. Cái khoai này thì bà con trồng như nào, ở trên những khu đồi hay là khu núi cao hay là địa hình như nào ạ? Cái này là bà con người ta thường thường người ta trồng ở trên cái vẹ đồi, chân đồi. Trên đồi mà có nhà thì người ta trồng nghe hủng. Trồng cái khoai này thường thường là mình trồng năm được có một vụ thôi. Là thường thường của nó là vào tháng 2 trồng, mà đến mùa thu của nó là từ tháng 11, tháng 12 là có phải trồng gần năm. Có nghĩa là gần một năm mới được thu hoạch ạ? Gần năm mới được thu hoạch. Vậy thì chọn khoai sọ mán như nào thì là được củ khoai ngon ạ? Chọn củ khoai mán mà nó mà ngon thì là nếu mà nó ăn củ trà chạnh thì nó lại củ như thế này. Nó trà chạnh. Mà đến lúc mà nếu không chọn có không có loại này thì ta lấy cái củ nó vào da vàng này. Da vàng nó nhặn nó ngắn róng mà từ trên đi đốt dưới này là đốt nọ cách nó kia nó có tí thôi. Mà dưới chân của nó là vót nó nhọn thì là nó củ đấy là bở từ đít đến đầu. Hình thù kỳ dị, hương vị thơm ngon, lại sạch và an toàn. Khoai sọ mán, mỗi năm chỉ có một vụ là đầu mùa đông và rơi rớt lại một chút sang mùa xuân. Chính vì vậy, nếu có dịp lên Mộc Châu vào thời điểm này, ngoài thưởng ngoạn phong cảnh với hoa mận, hoa mơ, du khách cũng đừng lỡ dịp thưởng thức các món ăn thơm ngon từ khoai sọ mán.